nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2024-2025. Công an thành phố triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh và tháng cao điểm an toàn giao thông năm 2024. Theo kế hoạch lực lượng chức năng công an thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông chú ý các hành vi chi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ủng tắc giao thông như chi phạm tốc độ, vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người quy định, vi phạm tải trọng, không tắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, đi không đúng phần đường làn đường, đi ngược chiều, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, vi phạm khi qua đường ngang, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không có giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn, chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép cứng quyết xử lý trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố thường xuyên tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm hạn chế tai nạn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm đã uống rượu bia không lái xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô xe máy xe đạp điện thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô tuân thủ quy tắc giao thông